Thưa quý vị và các bạn, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ dân quân tự vệ, vận dụng tốt kỹ năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 22 tháng 2, Ban Chủ huy Quân sự huyện Đắc Sông đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá Trần Công Đương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, 209 cán bộ dân quân, gồm các đối tượng là trung đội trưởng tiểu đội trưởng dân quân cơ đồng dân quân thường trực trung đội trưởng tiểu đội trưởng khẩu đội trưởng binh chủng phòng không pháo binh được quán triệt bồi dưỡng nội dung về giáo dục chính trị quốc phòng quân sự kỹ thuật và chiến thuật trên cơ sở đó từng cán bộ dân quân tự vệ nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối quan điểm chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước vận dụng tốt kỹ năng phương pháp vào chức trách nhiệm vụ xây dựng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới có phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương cơ quan đơn vị